Hi, hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video của mình là thầy Phong Hay Nốt, chuyên giảng dạy thanh nhạc. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách hát ca khúc Sao Ta Lặng Im, trình bày bởi Bùi Anh Tuấn chứ không phải là Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà thì hát bài này với tông nữ là tông La Thứ, La Thăng Thứ. Còn Bùi Anh Tuấn thì hát với tông là La Thứ. Thì đây là một cái yêu cầu của bạn trên kênh của mình. Thì dạo này mình tự nhiên mình muốn làm video dạy hát vậy thôi chứ mình không. Các bạn có ý kiến nào, ý tưởng nào không? Chứ mình cũng không thích làm reaction nha. Reaction thì mình thấy nó thường quá. Ok, mình muốn chia sẻ những cái thực tế mà các bạn có thể bắt chước hát lại được, và có những cái góc nhìn mà cụ thể vào trong bài hát hơn. Thì mình làm theo cái kiểu của mình thôi, tại mình thích làm vậy, còn ai làm sao cũng được hết. Nhưng mà hôm nay mình sẽ theo lời yêu cầu của các bạn trên kênh YouTube của mình. Thì bạn muốn mình hướng dẫn ca khúc Sao Ta Lặng Im trong series Bùi Anh Tuấn. Thì bài này là tông nữ luôn rồi. Tông nữ luôn. Thì tông nữ là La Thăng, thì Bùi Tuấn hát giảm nửa tông. Thì bài này rất là cao, cao khủng bố. Nếu mà các bạn mà hát những cái bài này thì các bạn phải có một là bẩm sinh có cái giọng tốt, còn hai là các bạn phải có kỹ thuật tốt. Ok. Thì mình khuyến nghị các bạn là nếu như mà muốn bài hát này mà đúng tông của Bùi Anh Tuấn á, thì các bạn chịu khó là các bạn phải rèn luyện nhiều. Tự rèn luyện thì sẽ khó. Vì vậy mà các bạn có thể nghiên cứu và tham khảo cái khóa học của mình, khóa học dạy thanh nhạc của mình thật tâm. Chứ mình không có muốn là các bạn mà tự học mà học mà hư vọng luôn, rồi học nhiều cái điều mà nó lại không bổ ích cho các bạn. Bởi vì cái bộ môn thanh nhạc nó giống như là bắt mạch bệnh vậy đó. Mỗi người nó sẽ có một cái tật hát khác nhau, cái tật xấu trong giọng hát, và để làm sao loại bỏ cái tật đó ra ngoài và thay thế bằng một cái giọng hát mới. Thì đó là giống như là bạn đưa một cái phương pháp trị bệnh. Mình thường hay đùa với tất cả những bạn bè hay là những học viên của mình, đó là thầy giống như là bác sĩ bắt mạch, vô bắt có bệnh, khám bệnh gì, đưa đúng ca đúng đơn, chứ đưa mà sai đơn thuốc là coi như là tan nát cái giọng của bạn luôn. Thì nó là như vậy. Thì mình cũng chia sẻ như vậy thôi. Thì để cho các bạn là để mà hát được đúng tông của Bùi Anh Tuấn này, các bạn một là trời phú giọng cao bẩm sinh, hai là phải kỹ thuật rất cao. Mà cái trời phú thì nó chỉ là một số lượng nhỏ thôi. Giọng Bùi Anh Tuấn khó lắm để mà hát đông nam. Mà nữ thì hát bài này thì ok. Nữ thì hát tông của Bùi Anh Tuấn thì không dễ, nhưng mà không khó. Nhưng mà nam thì hát tông của Bùi Anh Tuấn thì rất là gây cấn. Vì vậy mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nam sơ sơ. Còn ai mà muốn học thanh nhạc thì đăng ký của mình, link bên dưới. Khóa học của mình thì nó cam kết tiến bộ 100%. Và thứ hai là cam kết bao hát hay theo lộ trình. Ok nha. Mình dạy thì mình sẽ chắc chắn các bạn là các bạn sẽ hát hay theo đúng cái lộ trình của mình nha. Ok. Chứ không phải là học bữa hai bữa vô hát hay thì chỉ có thần dược. Thôi mình giúp không được. Ok. Mình chỉ giúp trên cái khả năng của mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ca khúc Sao Ta Lặng Im. Lại là một chút xíu nữa mình đi tìm nhạc sĩ. Có lẽ đêm nay là... tác giả là Nguyễn Hồng Thuận. Bài này sáng tác lâu rồi ha. Rồi bây giờ mình thử mọi người cùng hát với mình nha, hát chung cho vui. Ok. Cũng như vậy, khi mà hát thì mình có nói là giọng Bùi Anh Tuấn là một giọng âm bẩm sinh ra rất là thoát. Nếu mà học của mình học về kỹ thuật thanh nhạc thì mình cũng sẽ giúp cho các bạn có một chất giọng thoát. Giọng thoát là như thế nào, mình đang ví dụ cho các bạn. Giọng thoát là một chất giọng mà khi mà hát á, cảm thấy rất là nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương, mềm mại và tự nhiên. Nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương, mềm mại và tự nhiên. Vô nè, thử nè, mình làm mẫu nha. Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi, đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời.
chưa nói xa cùng nhau. Đó là giọng thoát, đúng không? Cái giọng nó thoát ra ngoài nghe nhẹ nhàng lắm, mình không cần xử lý cảm xúc gì nhiều mà tự cảm xúc tự động nó thoát ra theo cái gì, theo cái giọng mình luôn. Nó hay ở cái chỗ đó. Vì vậy mà kỹ thuật thanh nhạc của mình trong cái khóa học, trong cái lộ trình đào tạo của mình là chủ yếu tập trung vào thoát âm thanh. Mà làm sao để thoát âm thanh thì mỗi người nó sẽ có một cái bệnh khác nhau và bóc đúng đơn, đúng thuốc. Chứ không phải là cứ mở miệng ra nói là bạn phải học thoát âm thanh, là bạn phải tập như thế này, như thế này, như thế này. Không. Có người á thì bị mắc kẹt ở phát âm, đúng không? Có người á thì mắc kẹt ở hơi thở, đúng không? Có người á mắc kẹt ở tâm lý, và có người mắc kẹt hết. Mắc kẹt hết, phải đưa đúng đơn, đúng thuốc. Chứ không phải là ai cũng vô nói là cứ một phương pháp là tập. Thanh nhạc nó không phải như là tán lý quá, văn anh sử địa. Nó là cảm giác, ok? Nó tập cảm giác rất nhiều, và nó là thay đổi cái cấu trúc bên trong cơ thể của mình luôn đó, cấu trúc của bộ máy phát âm. Vì vậy các bạn cẩn thận khi học thanh nhạc. Và những cái nốt bài cao như vậy thì các bạn có thể nghe cho vui, cho biết. Nếu mà hát không được, còn nếu mà hát được thì chơi, đúng không? Còn nếu mà muốn hát được bài này thì đăng ký khóa học của mình, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Nhưng mà chịu khó phải đầu tư. Học tập mà, học tập là đầu tư thôi, không bổ ngang cũng bổ dọc, ok ha. Rồi tiếp tục luôn nè, mình sẽ làm mẫu thoát âm thanh nè, đưa hơi thở ra khỏi miệng nè, mình thường hay hơ hơ á. Các bạn chịu khó làm cho quen. Tiếp tục cố níu tay nhau, cố níu tay em mà sao chỉ thấy buồn, cố níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt, tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau, rồi đánh mãi chia ly. Các bạn không? Đây là giọng nói của mình nè. Đó, giọng bẩm sinh của mình. Nhưng mà khi mình sử dụng các kỹ thuật thanh nhạc thì giọng của mình sẽ thoát rất nhiều và nó không có bị bí ra. Ví dụ như mình đang giọng kỹ thuật thanh nhạc thì cái giọng của mình nó như thế này và nó thoát ra ngoài luôn. Thì mình áp dụng nó vào trong bài hát. Bây giờ mình lại từ đầu tới cuối một lần nữa nha. Từ đầu mình hơi chặt một chút xíu, cái giọng mình nó thay đổi rồi nè. Còn ví dụ cái giọng này là cái giọng bẩm sinh của mình nè. Đó, giọng cổ không. Nhưng mà khi học thanh nhạc bạn phải thay đổi. Bạn không chịu thay đổi cái tư duy, không chịu thay đổi cái giọng hát thì bạn không bao giờ tiến bộ được. Cuộc đời nó là như vậy. Thay người ta có quyển sách đấy, đó là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời. Có một quyển sách như vậy. Thì mình phải thay đổi tư duy bằng nhận thức là mình như vậy là chưa tốt. Ok. Nếu mà muốn tốt hơn thì phải thay đổi tư duy và thay đổi theo hướng tích cực á, và có sự hướng dẫn, chứ không phải là thay đổi tư duy là tự mình muốn đổi theo ý của mình, đâu có được. Mình phải đi học. Đi học thì tôi mới duy mới thay đổi được. Đâu phải trời sinh ra tư duy tự thay đổi. Thì cái đó là cái mà mình nói cho các bạn biết được rằng là mỗi người trong chúng ta đều có thể hát hay được. Ai cũng có thể hát hay được. Cái quan trọng nhất là các bạn phải chọn đúng, chọn đúng cái người giúp các bạn hát hay. Thật tình, mình thật tình, nếu như bạn chọn mình thì mình sẽ cố gắng hết sức làm đúng trách nhiệm. Đó. Hoặc là các bạn tin tưởng một người nào các bạn chọn, ok, thì các bạn phải có trách nhiệm với việc lựa chọn của các bạn. Ok nha. Còn nếu như bạn chọn mình thì mình sẽ cam kết, ngoài việc các bạn có trách nhiệm với việc lựa chọn của các bạn, mình sẽ cam kết giúp các bạn tiến bộ và giúp cho các bạn hát hay hơn. Bao hát hay luôn. Ok. Đối với khóa học của mình là khóa học có tên là bao hát hay, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên nha. Nhỏ hơn thì mình không có bao hát hay được, tại vì
cái nhận thức nó chưa có cao nên các bạn nó chưa có tập tốt. Nhưng mà từ 15 tuổi trở lên bắt đầu các bạn có sở thích, có đam mê, có cảm xúc nhiều. Độ tuổi đó, độ tuổi bắt đầu nổi loạn rồi đó. Bắt đầu mình học thanh nhạc để mình kiểm soát cái cảm xúc mình lại. Ok, thú vị lắm, nhiều cái hay. Ví dụ ha, ok, tiếp tục mình sẽ làm lại một con nữa cho các bạn thấy ha. Thoát ra, thay đổi giọng hát. Bây giờ mình sẽ thay đổi cái giọng hát của mình để cho giọng hát của mình thoát ra, để nó phù hợp với hát, chứ không phải là nói. Nói thì cái giọng của mình nó tệ quá, mình chấp nhận điều đó. Ok, chơi. 2, 3. Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi, đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi em ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Dễ ẹc luôn. Còn yêu tay em mà sao chỉ thấy sao chỉ thấy nhạt. Tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau rồi mãi chia ly. Hai đứa hai phương trời. Nếu các bạn thoát âm thanh thì các bạn sẽ hát được bài này, nhưng các bạn phải thoát cho đúng nha. Ok, tránh gào, hãy kiểm soát tập hát thật là khéo léo. Tiếp tục vô nè, bắt đầu căng thẳng nè. 2, 3. Điệp khúc nè, căng thẳng lên là nghỉ hát luôn, thoải mái ha, đừng căng thẳng nha. 2, 3. Bên nhau làm gì khi những trái đang có sâu trong tim. Cào ghê không? Từng ngày trôi qua ta trong lòng im. Bên nhau mà sao chỉ cao ghê không? Bên nhau làm gì khi những trái đắng? Treo liên tục nốt là 4. Vẫn sâu. Cho ta trong lòng yêu. Liên tục các nút là 4 thì cái này giọng là phải là giọng người thứ dữ lắm á, mới treo liên tục như vậy đó. Mình làm lại một lần nữa cho các bạn nha. Thì Bùi Anh Tuấn sẽ hát theo kiểu căng thì các bạn chỉ cần mở khúc hình ra chút vừa thôi, mở to quá nó tuột hết hơi, mất kiểm soát. Để mình làm thử căng theo kiểu Bùi Anh Tuấn nha. Còn hồi nãy là kỹ thuật đó, còn bây giờ là căng nè. Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn giấu trong tim. Từng ngày trôi qua ta trong lòng yêu. Bên nhau mà sao chỉ thấy bớt xa. Đó, mở miệng ra. Thấy bớt xa, tháng như xót xa. Mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chẳng bởi vì người đã hết yêu anh rồi. Đó, ok ha. Dữ không? Trời ơi, phải thoát được âm thanh mới hát như vậy nha. Không thoát âm thanh là banh cái cổ họng. Ông phải, ông thầy Phong ông nhắc hoài luôn cho nhớ phải thoát được âm thanh. Ok, mà muốn thoát âm thanh, một là gì? Bẩm sinh. Hai là phải đi tự rèn luyện. Mà rèn luyện ở đây thì các bạn cố gắng tự tập được thì tập, nhưng mà đừng gào đừng thét. Còn nếu muốn nó đơn giản và hiệu quả thì mình chịu khó mình đầu tư một chút. Học khóa học của thầy Phong đang quảng cáo đó các bạn. Quảng cáo chán hình đó. Nhưng mà thật sự mong muốn mình đến với những người nào có duyên với mình, mình chia sẻ và giúp cho các bạn hát hay hơn, và hát tối thiểu cũng hát phải được như vậy giống mình. Phát được vậy mới đã, lên sân khấu hát mới phê, hay là thể hiện giọng hát của mình mới sướng chứ, ít nhiều thì không sợ nốt cao. Ok, tiếp tục luôn nha.
có nói chi thêm, tình yêu cũng đã tàn. Đó, chế bậy rồi đó. Lại từ đầu nào. Có nói chi thêm, tình yêu cũng đã tàn. Đó, nhẹ nhàng tình cảm. Có tranh chi nhau, tình cũng đã khuất ngàn. Ước muốn bên em trọn đời này vỡ tan. Một lần thôi, không tránh than người ơi. Lời khúc này khác đúng không? Vẫn yêu tay em mà sao chỉ thấy buồn. Các bạn thích luyến lên cũng được, nhưng mà đừng có luyến nhiều quá. Thấy ok, lần liên nhiều có thấy buồn, nó dở một vài chỗ thôi. Ví dụ cái đoạn trước á, bạn cũng đã tàn thì có sao thấy buồn. Đó, ví dụ vậy, mình phá cách đi nó hay hơn ha. Tiếp tục. Vẫn yêu môi hôn mà sao chỉ thấy đó, là diễn sâu vô. Tiếp tục. Tiếc mãi hương xưa ngày nào có mà miền tròn nè, có nhớ rồi đến mai nhẹ nhàng thôi, mai chia ly hai đứa hai phương trời. Đó không nè, bên nhau làm gì mà miền to khi những trời đang có dấu trong tim. Thật là thật nè, từng ngày trôi sao chỉ thấy buồn xa, mà tình ta thêm như xót xa, mà thời gian vô tâm giết tình ta, chẳng bởi vì người đã hết yêu, hết yêu anh rồi, hết yêu. Đó, đây là bạn mà một cái đoạn mà đẩy lên, đoạn này là đoạn C, nó đẩy cảm xúc lên. Thì là mình hát nha. Mà sao chưa nói, cao quá đúng không? Tiếp tục luôn. Hết yêu mà sao ngàn lời, hết yêu mà tim đau nhói, vì khi thương trôi thật xa. Gắt lên tới C 4, nhưng mà treo liên tục thì cũng căng đó nha. Làm lại lần nữa nè, coi mình đủ sức không. 2 3 hết yêu mà lại vô cái giữa chừng cái bắt đầu hơi hám nó không có lại. 2 đừng có vô giữa chừng, vô giữa chừng kiểu của mình nó khó lắm, thà là có đoạn kéo vô. Vô dưới chừng lâu đầu mình phải tập trung lại nè, vừa nói vừa về, vừa là đàn vừa này, nhiều khúc nó chật chút xíu, thông cảm nha. Ok. Ok, hết yêu 2 mà đưa thác âm thanh ra, hết yêu đó nha, hết thác âm thanh ra 2 3 hết yêu mà sao chưa nói, hết yêu tình cảm mà sao nghe lời đó. Belting, ok. Đó, belting đó, các bạn hay hỏi mình nó bèo. Không thoát được âm thanh, các bạn bèo vô cổ các bạn hết. Nên cái vấn đề ở đây là mình phải thoát được âm thanh. Còn thoát âm thanh gì? Hãy đăng ký khóa học của Thiệt Phong. Rồi tiếp tục luôn nha. Mình cùng nhau hát lại một lần cuối điệp khúc nha. 2 3 bên nhau làm gì khi những trái đang có sâu trong tim, từng ngày trôi qua ta trong lòng im, bên nhau mà sao chỉ thấy buốt xa, thêm những xót xa, xa.
xúa. Một lần nữa điệp khúc nha. Mình lại nè, sến xúa nè, 2, 3. Bên nhau làm gì khi những trái đắng cô giấu trong tim. Từng ngày trôi qua ta trong lòng yêu. Bên nhau mà sao chỉ thấy bút xa, thêm như xót xa. Mà thời gian vô tâm giết tình ta. Đó, chắc bởi vì người đã hết yêu anh rồi. Chắc bởi vì mình đã hết yêu nhau rồi. Rồi, ok. Đây là một bài rất là khó, các bạn hãy nhớ nha, nếu hát không nổi thì nhớ hạ tông xuống, còn nếu hát nổi thì mình chơi thôi. Còn nếu mà hát không nổi mà muốn hát nổi thì hãy có thể các bạn đăng ký khóa học để cho mình có thể giúp các bạn có một cái góc nhìn và chữa những cái bệnh hoặc là cái tâm lý của các bạn mà các bạn sợ. Có những bạn nghĩ là mình sẽ không bao giờ mình hát tốt được, ok, không bao giờ mình hát hay được, giọng của mình gớm quá gì vậy, hay người ta hay chê trách, hoặc là sẽ không ai giúp các bạn hát hay được. Thì mình cam kết với các bạn, đến với khóa học của mình thì các bạn sẽ 100% tiến bộ và bao hát hay cho các bạn theo đúng cái lộ trình luôn. Vì mình có những cái phương pháp rất là đặc biệt và giúp cho mọi người, miễn làm sao mà mọi người, trừ những bạn không nói được, các bạn không nói được thì mình không có giúp được các bạn. Cái đó phải đi và chị không nói được trước, xong rồi mới tới học hát. Ok, chúc các bạn thành công với ca khúc Sao Ta Lặng Im, trình bày của Bùi Anh Tuấn, cover lại của Hột Hà và một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc rất lâu, rất hay. Hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.